Dùng flycam lâu năm chắc hẳn bạn chưa biết điều này. Hello anh em. Chào anh em chút vậy thôi. Đợt này xem TikTok hơi nhiều, hơi lú anh em ạ. Nhưng mà vào việc luôn nhá. Dạo gần đây thì có rất là nhiều câu hỏi đặt cho mình, đó là về những cái sai lầm khi mà điều khiển flycam. Vậy thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để có thể là chia sẻ cho anh em về những cái sai lầm khi mà sử dụng flycam này và những cách khắc phục những cái sai lầm đó nhá. Anh em có công nhận với tôi rằng là khi mà chúng ta mới bắt đầu sử dụng một chiếc flycam ấy thì cái vấn đề mà nhiều anh em gặp phải nhất đó chính là không biết cách điều khiển flycam. Đầu tiên là anh em sẽ bị cuống này, và chúng ta sẽ không cần phân biệt là mình đang bay ở đâu này, mình đang bay như thế nào và làm cách nào để có thể là bay trở về. Và để có thể fix cái lỗ này ấy thì đầu tiên thì anh em phải bình tĩnh đã, phải bình tĩnh thì chúng ta mới làm được. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ quay trở về cái màn hình của flycam giúp mình. Ở đây thì nó sẽ hiện cho anh em một cái phần như kiểu là một cái dấu y lên ấy. Thì anh em hãy căn cái dấu y lên đó làm sao để có thể là quay trở về cái vị trí mình đang đứng. Thì từ đó anh em có thể là bay chiếc flycam của mình một cách dễ dàng hơn và có thể là tinh chỉnh cái flycam của mình. Một cái lỗi tiếp theo mà rất nhiều anh em mắc phải và mình đã có chia sẻ ở rất nhiều cái video, đó chính là anh em lựa chọn một cái địa điểm bay nó không phù hợp. Đành rằng là khi mà anh em chọn một địa điểm bay thì anh em biết rằng là cái địa điểm bay này của anh em là nó rộng rồi. Thế nhưng mà khi mà bay xa ra một chút, khoảng một cây chẳng hạn, thì đôi khi nó sẽ gặp những cái vật cản. Và cái vật cản đây nó có thể là một cái đường dây điện cao thế hay là những cái cột điện chẳng hạn. Thì khi mà anh em bay vào những cái khu vực này ấy, cái sóng của cột điện hay là đường dây điện cao thế nó sẽ làm cho nhiễu sóng flycam và dẫn đến cái tình trạng là anh em sẽ không thể nào có thể là điều khiển flycam của mình. Thế nên là anh em bay ở trong khu vực này thì rất là dễ rơi flycam. Và cái cách và cái lời khuyên cho anh em ở đây đó là anh em nên tìm hiểu kỹ về cái khu vực mình bay, có thể là tìm hiểu cách đấy khoảng 1 cho đến 2 cây xem nó có những khu vực nào nguy hiểm hay không, để anh em có thể là biết lối tránh cái đường ấy ra và chúng ta nên chọn một cái địa điểm quay nó tối ưu hơn nhá. Nhiều ông khi mà đã thuần thục flycam một chút rồi, chúng ta biết bay ngang, bay ngửa, bay dọc một chút rồi, thì anh em lại hay có một cái xu hướng là bay nó hơi bị ẩu một chút. Và nhiều ông thì khi bay về chúng ta không thèm quay cái mặt flycam lại mà chúng ta cứ thế bay lùi về thôi. Và khi bay lùi về thì chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình. Thế cho nên là chúng ta sẽ rất là dễ bị va phải những cái vật cản mà chúng ta không thể nhìn được. Bởi vì khi mà anh em bay lùi mà thì chúng ta sẽ không thể nào mà nhìn được cái vật cản đằng sau mình được. Vậy nên là một cái lời khuyên cho anh em ở đây rằng là kể cả mà anh em có thể là thành thục bay flycam rồi thì anh em cũng nên quay cái đầu flycam về để chúng ta có thể là bay lùi về nó tốt hơn. Và kèm theo đó nữa ấy, là anh em nên bay cái flycam của mình ở trong tầm mắt của mình thôi, mình có thể kiểm soát thôi, thì chúng ta sẽ có thể là bay dễ dàng hơn và tránh cho cái việc là chúng ta bị hư hỏng flycam nhá. Một cái lỗi nữa là tưởng chừng rất là ngớ ngẩn, thế nhưng mà rất nhiều anh em mắc phải, đó chính là bay ở trong nhà. Có ông nào thừa nhận đây rằng là chưa bay flycam ở trong nhà không? Giơ tay lên cho tôi biết nhá. Khi mà anh em mua một cái đồ flycam mới về ấy, mà anh em đang chờ đến một cái ngày bay hay là một cái ngày mở hộp chiếc flycam của mình, nhưng mà nóng lòng quá thì anh em lại bay ở trong nhà. Thế nhưng mà bay ở trong nhà thì anh em cũng biết rồi, cái môi trường ở trong nhà thì nó rất là chật hẹp và cái GPS của flycam thì lúc đó nó sẽ rất là yếu. Thế cho nên là chúng ta sẽ dễ bị cái tình trạng là nó bị trôi flycam. Kèm theo đó nữa thì ở trong nhà của chúng ta ấy, nó sẽ có những cái vật liệu mà nó hấp thụ ánh sáng này, hay là nó làm nhiễu những cái sóng âm, khiến cho cảm biến của chúng ta nó không thể nào mà nhận biết được. Thì để mà có thể là đảm bảo cho cái tính an toàn của flycam ấy, thì chắc chắn rằng mình khuyên anh em ấy là không nên bay ở trong nhà nhá. Một cái sai lầm cuối cùng ở trong video ngày hôm nay mà mình thấy rất nhiều anh em đang lạm dụng, đó chính là lạm dụng cảm biến của flycam. Ở trên những sản phẩm của DJI thì chúng ta biết rồi, nó có rất nhiều cảm biến. Ví dụ như ở trên con Mavic 2 Pro chẳng hạn, chúng ta có cảm biến trên này, cảm biến dưới, cảm biến ngang, cảm biến dọc, rất là nhiều cảm biến. Thế nhưng mà anh em biết rằng là cái cảm biến của flycam hiện nay ấy, nó không thể nào mà phát hiện ra những cái vật nhỏ như là lá cây này, cành cây nhỏ hay là dây điện nhỏ. Đôi khi chúng ta bay qua những cái vật nhỏ như vậy thì cái cảm biến của chúng ta nó sẽ không thể nào mà phát hiện được, dẫn đến cái tình trạng là có thể là flycam chúng ta nó sẽ bị mắc này, hay khi bay vào dây điện thì có thể là còn ảnh hưởng đến cả những cái hộ gia đình xung quanh nữa. Thế cho nên là anh em cũng không nên lạm dụng quá nhiều vào cảm biến, kể cả là chúng ta có đang dùng những sản phẩm của DJI nhé. Và đó là những cái sai lầm mà mình đã chỉ cho anh em trong video ngày hôm nay. Và mong rằng là qua những cái chia sẻ của mình ấy, thì anh em có thể là rút ra kinh nghiệm cho mình, cũng như là rút ra kinh nghiệm cho những bạn bè của mình, để có thể là nâng cấp cái trình độ bảnh ra lên nhé. Và đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera nhé. Chào anh em.